bữa giờ mình thấy trên mạng các bạn cứ bàn về sách giáo khoa ở Việt Nam Việt Cộng mỗi năm nó mỗi đổi thì cái mục đích của nó là kinh doanh ở Việt Nam mình thấy giờ mình phải phải khen Việt Cộng Cộng sản nó cai trị Việt Nam hay thiệt luôn á mình chỉ nói một một cái nghề đơn giản thôi đó chính là nghề chạy xe ôm có bằng đại học hay là có bằng thất học đều ra chạy xe ôm mà bây giờ thời 4.0 Việt Cộng nó gọi là rap á, xe ôm công nghệ cao đó. Mình thấy cái chuyện đó là nước Mỹ không thể nào mà, mà mà làm được cái chuyện đó hết á. Không có thể nào mà nước Mỹ mà giáo dục ra được là bằng đại học với thất học mà coi như làm cái nghề y chang nhau luôn. Thì mình thấy là Việt Cộng tại chỗ đó nói cho công bằng đó giờ mình chơi việt cộng chứ còn cái 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 mảng này là mình thấy việt cộng là mỹ không thể nào mà mà, mà sánh sánh kịp hết á vậy nên á nói cho ngắn gọn quý anh chị các bạn mà đưa con em mình vô cái trường mà giáo dục của việt cộng á đừng có bàn về sách giáo khoa nghe nó mệt quá bao nhiêu đó thôi cũng thấy rồi con quý anh chị á học hay không học cũng ra làm vậy à làm nghề y chang vậy à đâu có làm được cái nghề mà nó chọn đâu. Bằng chứng rành rành đó đa số giờ đại học sinh viên tốt nghiệp xong chạy xe ôm không à? Nói xe ôm là nói đúng luôn. Còn giờ nói công nghệ cao rồi uh, uh, rap, vậy học làm gì? ở nhà tự học cho rồi. Với mình nói thiệt nha, có một cái uh, cái chuyện này mình nói nha. Ngày hôm nay mình đứng đây mình nói chuyện rất là khỏe mạnh và mình sống được như bao nhiêu người là nhờ gì biết không nhờ thất học ở ở xứ việt cộng á mình đâu có học hành gì đâu có bằng cấp gì của việt cộng đâu mình vẫn sống khỏe mạnh nữa cũng như bao nhiêu người vậy nên quý anh chị coi lại đi có nên cho con của mình học cái trường của việt cộng hay không mỗi năm nó mỗi thay sách nó kinh doanh vô đó nó toàn là nhồi yêu bác hồ không mà chứ đâu có yêu kính cha mẹ gì đâu rồi vô đó hả nó nó, 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 nó nhồi vô cái sọ hả lúc nào cũng ganh tị ganh đua tối ngày học sinh giỏi này nọ kia giỏi ừ giỏi ghê rồi ra chạy xe ôm rồi dốt ghê cũng ra chạy xe ôm vậy học làm gì cái bằng của nó qua bên mỹ này đưa ra ai nhận cũng phải học lại từ đầu à, hoặc là qua nước khác thôi đừng nói mỹ xa vời quá bởi vì mình thấy là quý anh chị quý bạn á cứ bàn về uh, tiền đâu mua sách mua làm chi lên google dạy con mình google thiếu gì sách Chích thời gian dạy con mình còn quăng con mình cho cho trường việt cộng á thì đừng có than than chi than thì quăng con mình vô đó vô đó cúng tiền cho nó để nhồi vô não con mình những cái mà rác rưởi không mà mình nói thiệt sự là như vậy Quý anh chị phải hành động đi, phải suy nghĩ đi. Nó vô đó, nó tốn cuộc đời của nó, thanh xuân của nó. Rồi nó được cái gì? Nó không được cái gì hết. Ở ba, ở Việt Nam bao nhiêu người thất học rồi họ có có chết không? Điển hình như mình, chết không? Không những không chết mà thông minh hơn, có kỹ năng sống hơn, nhận thức hơn, và sống còn văn minh hơn những đứa mà được giáo dục ở trong cái trường cộng sản nữa giáo dục trong đó toàn ngày gọi ganh tị gì hả hơn thua rồi bạo lực không à bởi vậy mình thấy quý anh chị nên suy nghĩ lại đi đừng có bàn về sách lên giá hay sách xuống giá bàn về cái cách mà giáo dục con của mình tại nhà cho nó học tiếng anh cho nó học uy tín cho nó lên google để mà tự học những cái lịch sử hay bất cứ cái những cái kiến thức quan trọng nó đầy ở trên đó đó trời ơi vô trường việt cộng làm gì tốn thời gian tiền bạc còn hại con mình hại cái tâm hồn của nó sau này tâm hồn của nó sẽ không được bình thường cái đó mình khẳng định luôn bởi vậy quý anh chị uh, suy nghĩ đi mình thật sự mình kêu gọi nếu mà nếu mà được á đừng có cho con em của mình đi vô trường Việt Cộng học tội nghiệp tụi nó lắm. hại đời tụi, của tụi nó. Rồi sau này mình hối hận không kịp tại sao tự nhiên sau này nó biến thành cướp bóc, đĩ điếm, hỗn hào với cha mẹ. Trời ơi, Việt Cộng nó đấu tố cha nó, đấu tố mẹ cải cách ruộng đất. Ta nói hả, máu mũ tình thân mà nó còn tàn sát lẫn nhau thì nó nó dạy được cái gì cho con em quý vị? Không dạy được cái gì hết á. Tin mình đi mình cũng bị đào tạo trong đó một thời gian mà hơn hơn là lúc đó mình không có tiền nên mình nghỉ học tự nhiên mình thấy may mắn ghê không tiền thì nghỉ học nhưng mà cuối cùng cuộc đời của mình á không có không có xa đoạn bùng lầy cũng nhờ là không có học nhiều ở trong cái trường đó đó còn mấy đứa mà giờ học tới nơi ta nói phải tốn thời gian tẩy não ngược lại hơn nếu mà có cha mẹ hả trong thời gian học mà trong thời gian đó cha mẹ nếu kéo tẩy não lại thì nó mới đàng hoàng còn không thôi hả trời nó thành cái gì đâu không à bây giờ nhìn thấy cái tệ nạn xã hội quá trời mà quý anh chị cũng không nghĩ ra cái đó là xuất phát từ đâu từ giáo dục cái giáo dục nó hủy hoại nguyên cái dân tộc này chứ không là cái gì khác hết á giáo dục truyền thông nó nắm nhất là mấy cái trường quốc tế rồi này kia cũng, cũng cũng nó nắm thôi cho vô đó mất tiền cũng vậy à Rồi cũng về số 0 thôi Còn nếu mà coi trường học như là cái chỗ mà babysit Coi như cái chỗ để gửi con mình Thì thật sự quý anh chị Là những người cha mẹ vô trách nhiệm vì kiếm tiền mà cho con mình vô đó xem cái nơi đó giống như là baby thì mình thấy thuê người ngoài coi coi chừng con cái mình thấy nó còn tốt hơn là cho vô trường nữa cái này mình chân thành mình nói mình cảm thấy thật sự mình đang sống ở mỹ rồi mình thấy cuộc sống nó nó quá nó quá hoàn hảo đối với một người từ xứ cộng sản đến như mình nên mình nhìn trẻ em ở việt nam tự nhiên mình nhìn tụi nó mình thấy bản thân mình nên mình không đành lòng nên mình mới nói những cái 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 video như thế này thật sự là vậy chứ còn bản thân mình cuộc đời của mình qua tới đây là êm ấm quá rồi mình không còn một cái ước vọng gì hơn hết nhưng mà mình rất mong những đứa trẻ vô tội đó nó không có bị cái cuộc đời hủy hoại bởi chính cha mẹ ông bà của nó cứ đưa nó vô trường việt cộng bởi vậy mong quý anh chị ở việt nam thương xót con mình đừng có cho nó vô đó nữa thật sự là như vậy